Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Luận đàm hôm nay. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3 năm 2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã ban hành nghị quyết số 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 23, đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ban hành nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 43 đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần khắc phục những hạn chế trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực, địa bàn. Và để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Vâng, vị khách mời đầu tiên xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào MC và quý vị khán giả xem truyền hình. Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin chào quý vị khán giả, xin chào MC. Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây ạ. Đại đoàn kết dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Từ các văn kiện Đại hội Đảng khóa 6 đến khóa 13, đến các nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương, trọng tâm là nghị quyết 8B ngày 27 tháng 3 năm 1990 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Nghị quyết số 07 ngày 17 tháng 11 năm 1993 của Bộ Chính trị khóa 7 về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất. Đặc biệt là nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thưa các vị khách mời, có thể thấy là từ khi đất nước tiến hành đổi mới đến nay, thì quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Nhìn lại nghị quyết số 23 sau 20 năm triển khai, thì các vị khách mời có đánh giá như thế nào về những kết quả tích cực mà nghị quyết này đã đạt được? Vâng, đầu tiên có lẽ xin hỏi ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà. Vâng, chúng ta biết là cách đây 20 năm, Trung ương Đảng đã ban hành cái nghị quyết rất là quan trọng về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Và 20 năm sau thì lại có cái nghị quyết 43 tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cái bối cảnh mới. Thì qua nghiên cứu và tìm hiểu thì tôi thấy là sau 20 năm thì cái nghị quyết 23 đã được thực hiện trên rất nhiều vấn đề. Cái quan trọng nhất là cái sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc ấy, được phát huy, được củng cố. Cái thứ hai ấy là cái dân chủ xã hội chủ nghĩa thì ngày càng được tăng cường. Cái thứ ba ấy, là nhận thức của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan chính quyền, của mặt trận, các tổ chức đoàn thể về cái vai trò của cái khối đại đoàn kết này ngày càng được củng cố. Cái thứ tư ấy, là vai trò của mặt trận và các cái tổ chức đoàn thể chính trị trong mặt trận Tổ quốc ấy, ngày càng phát huy được cái vai trò đấy để thực hiện được cái quyền làm chủ của người dân, bảo vệ được cái quyền lợi ích chính đáng của người dân. Cái thứ năm ấy,
đó là cái giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc được nâng cao hơn rất là nhiều. Và cái sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đối với công tác đại đoàn kết này để làm sao cho nó cái công tác này nó ngày càng có hiệu quả, đi vào thực chất chứ nó không còn hình thức như trước nữa. Thì tôi thấy là qua 20 năm có được những cái thành quả rất là lớn như vậy. Tôi hoàn toàn chia sẻ với những nhận định của giáo sư Nguyễn Mạnh Hà. Tôi xin được bổ sung mấy cái ý thế này. Trong thời kỳ chiến tranh thì trước mắt toàn thể dân tộc Việt Nam có những kẻ thù rất rõ ràng. Và cái việc quy tụ sức mạnh toàn dân tộc để mà giữ gìn cái quyền được sống trong tự do, mưu cầu hạnh phúc là điều không dễ. Khi mà bước vào cái giai đoạn xây dựng đất nước sau thời kỳ chiến tranh thì như là Đảng ta đã nhận định ở cái nghị quyết đại hội lần thứ 4 tháng 12 năm 1986 là đã có lúc lòng tin của nhân dân bị xói mòn, đã có lúc nhân tâm rơi vào tình trạng là phân tán không phải dễ dàng. Cho nên ý, là cái sự nghiệp đổi mới của chúng ta cho đến ngày nay đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta đã duy trì được, phát huy cao độ được cái sự đồng thuận rất là cao của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mà cái sự đồng thuận chung tay góp sức đó chính là sản phẩm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, việc Đảng ta ban hành nghị quyết số 43 sau 20 năm triển khai nghị quyết số 23 thì cho thấy điều gì ạ? Trước hết là cho thấy rằng là cái nhận thức của Đảng ta về cái khối đại đoàn kết toàn dân nó đã được hoàn thiện hơn một cái bước rất quan trọng. So với năm 2003 thì xã hội Việt Nam ở 2023 đã là một cái xã hội có nhiều cái biến đổi rồi. Xu hướng phân tầng xã hội ngày càng sâu sắc, ngày càng đa dạng. Hơn nữa cái xu thế chung của xã hội hiện đại càng ngày càng trở thành một cái xã hội đa lựa chọn. Trong một xã hội đa lựa chọn như vậy thì cái điều dễ diễn ra là tình cảm, cái ý chí, cái lựa chọn của người dân nó thiếu cái trụm, nó thiếu cái đồng thuận. Và cái gì để làm cho người ta đồng thuận thì phải có cái ngọn cờ dương lên. Cái khối đại đoàn kết nó dựa chắc trên hai cái trụ cột về tinh thần, cái khát vọng dân tộc, cái tâm lý hướng nguồn, cái tình nghĩa đồng bào, lá lành đùm lá rách. Và bên kia là sự đồng thuận nghiêm khắc, quang minh, chính đại, minh bạch về chính sách, pháp luật. Và khi hai cái trụ cột đó nó nương tựa vào nhau thì cái khối đại đoàn kết toàn dân nó sẽ không chỉ vững bền mà nó sẽ có cái cơ chế để phát huy công năng trong cái thực tiễn của nó. Và tôi nghĩ rằng cái nghị quyết này nó đặt ở cái tầm cao như vậy thì rất là đúng đắn và nó sẽ phát huy tốt tác dụng trong thực tế. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và giữ vững, góp phần to lớn trong công cuộc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt là sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 23, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc và đời sống nhân dân cả về vật chất, tinh thần được cải thiện rõ nét. An ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, tăng cường, như văn kiện đại hội 13 của Đảng đã nêu. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị trí và uy tín quốc tế như ngày nay. Và đó cũng là kết quả đạt được nhờ sự nỗ lực cũng như cách làm hay của các cấp ủy, chính quyền trên cả nước. Vùng biên giới Lạng Sơn. Hàng nghìn cây tre giống Bát Độ được trồng bằng sức mạnh đoàn kết của quân và dân địa phương, không chỉ trở thành một lũy tre xanh, hàng rào mềm nơi biên giới, mà còn là một mô hình tạo sinh kế cho nhân dân thôn giáp biên này. Lũy tre biên giới Việt, cái tên cho thấy niềm tin, ý chí quyết tâm mạnh mẽ, gắn bó với quê hương, gắn bó với biên giới, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng quốc gia, dân tộc của nhân dân Việt Nam. Tạo cho bà con hiểu được cái tác dụng của việc trồng tre ở khu biên giới, hai là cách chăm sóc đối với những cây tre, và thứ ba là cái hiệu quả của cây tre mang lại cho đời sống của bà con. Tuyên truyền vận động người dân triển khai và nhân rộng cái mô hình này trong tất cả các đồn biên phòng ở tuyến biên giới của chúng ta để góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tại tỉnh Gia Lai, đội ngũ già làng, người có uy tín trở thành cầu nối tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
bằng sự am hiểu lối sống, phong tục, tập quán của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những tấm gương sáng trong chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vai trò của đội ngũ gia làng, người có uy tín ngày càng được nâng cao. Bộ mặt thôn, làng có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh trật tự luôn được ổn định và giữ vững. Đối với dân thì mình cũng phải khiêm tốn tôn trọng. Đối với công việc thì phải kiên trì, nhẫn nại. Đối với kẻ xấu thì phải thẳng thắn, đấu tranh và làm động viên như vậy. Cho nên là dân ở đây hiện bây giờ là cũng nghe. Vai trò này của người uy tín thì giúp cho cái đời sống của nhân dân ở các thôn làng cũng như cái tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở các địa bàn thôn làng được giữ vững và phát huy và giữ được cái bản sắc văn hóa của từng đồng bào dân tộc thiểu số. Cho nên là các vị chính quyền địa phương của huyện cũng như của tỉnh chúng tôi rất là trân trọng đối với vai trò của già làng và người có uy tín. Lũy tre biên giới Việt phát huy vai trò già làng, người có uy tín hay rất nhiều mô hình khác nữa, dù là ở đâu, vào thời điểm nào cũng đều là những mô hình cách làm hay, hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc. Thưa hai vị khách mời, không chỉ là chủ trương chính sách, là nghị quyết hay là những văn bản trên giấy tờ, mà sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được minh chứng rõ nét trên thực tế bằng rất nhiều những cách làm hay và hiệu quả. Tuy nhiên, như nghị quyết số 43 đã nêu rõ, thì việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực hay là ở một số địa bàn, hiệu quả chưa cao và chưa khơi dậy phát huy được tiềm năng to lớn trong nhân dân. Vậy thì hai vị khách mời đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà. Vâng, bên cạnh những cái thành tựu của cái khối đại đoàn kết mà thực hiện cái nghị quyết 23 năm 2003 mà như tôi đã vừa mới nói, thì nhìn lại cái kết quả đó, thì bên cạnh những cái kết quả đó, thì chúng ta cũng thấy có những cái còn những hạn chế. Ví dụ là ai cũng có thể nhận thức được là cái khối đại đoàn kết tuy đã được tăng cường rồi nhưng có nơi có lúc nó chưa rõ nét. Đấy. Rồi là cái dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng nói là được củng cố tăng cường nhưng có những chỗ là dân chủ người dân chưa được đảm bảo. Quyền của con người, quyền của công dân, quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân cũng chưa được lắng nghe nhiều. Cái thứ ba, cái giám sát phản biện của mặt trận Tổ quốc là tuy đã thể hiện rõ hơn rồi nhưng mà chúng tôi còn mong muốn là phải thể hiện rõ hơn nữa. Rồi là một cái ý nữa là cái đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới tổ chức của phương thức hoạt động thì nó cũng chưa rõ. Rồi là cái tính phản biện của người dân là bây giờ rất là cao. Nhưng mà tôi cũng mong muốn là các cơ quan nhà nước, mặt trận, kể cả đảng, chính quyền là lắng nghe thêm cái ý kiến phản biện của người dân. Đấy, bởi vì người dân khi mà người ta đã đưa ra những ý kiến đấy là người ta cũng có suy nghĩ chứ không phải người ta nói một cách hồ đồ. Thế thì rõ ràng nếu mình làm được như thế thì tăng thêm cái niềm tin của người dân. Mà người dân đã tin thì là họ đoàn kết với dưới sự lãnh đạo của Đảng thôi. Còn nếu họ không tin thì ở trên có phát mãi thì ở dưới nó cũng không động. Nguyên nhân của những hạn chế và khuyết điểm thì có phải là do nhận thức của một số cấp ủy và tổ chức Đảng chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không? Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ. Vâng, những khuyết điểm, cái hạn chế thì bao giờ cũng bắt đầu từ nguyên nhân nhận thức. Đôi khi là chúng ta, những cái cán bộ đảng viên ở vị trí lãnh đạo hay không ở vị trí lãnh đạo, nhưng trước hết là các đồng chí đảng viên ở trong cái vị trí cương vị lãnh đạo thì còn bận rộn với nhiều công tác khác, cho nên nhận thức về những cái vấn đề nền tảng cốt lõi nhưng mà nó như là hơi thở trong không khí của chúng ta, như là cơm ăn nước uống hàng ngày, thì chúng ta lại có phần hời hợt. Đoàn kết ở đây nó phải thấm sâu trong tận tâm can của quần chúng, mà muốn được cái đó thì người cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên thấm nhuần nghị quyết của Đảng, thường xuyên phải nêu gương. Từ cái nhận thức như vậy thì anh mới triển khai cụ thể hóa cái đường lối của Đảng vào trong pháp luật và vào trong cả những cái chính sách, từ chính sách phát triển
kinh tế cho đến chính sách quốc phòng an ninh cho đến là văn hóa, xã hội, giáo dục. Cái gì cũng phải lấy cái đoàn kết. Thế và ở đây chúng ta phải giải những cái bài toán vừa tổng thể nhưng lại phải vừa rất cụ thể. Cho nên cái yêu cầu nhận thức ở đây không phải là chỉ tìm hiểu, nghiên cứu nghị quyết rồi hô mấy cái câu khẩu hiệu hay là tuyên truyền vận động ngày mai là xong, mà nó phải thấm sâu và nó trường kỳ cho từng chính sách, cho từng hành vi. Cái đó là cả một cái nỗ lực phi thường mà tất cả mọi người đều phải chung tay góp sức. Thưa hai vị khách mời, nghị quyết số 43 đề ra mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 thì trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo các vị khách mời, làm sao để chúng ta có thể hiện thực hóa được mục tiêu này? Và làm sao để có thể đẩy mạnh và phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc ạ? Chúng ta đặt ra mục tiêu như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đấy là cái mục tiêu rất cao. Bởi vì đến năm 2030 thì cái tốc độ phát triển của toàn thế giới, nhất là cái việc là người ta vận dụng được, người ta ứng dụng được những cái thành tựu công nghệ cao, thì người ta mỗi ngày người ta đi vạn dặm. Thế mình với cái trình độ phát triển như hiện nay, với cái tiềm lực như hiện nay, với cái ý chí như hiện nay, thì mình sẽ theo kịp và vượt người ta như thế nào để đến năm 2030 thì mình là cái nước đang phát triển nhưng mà có thu nhập cao. Cao đây là phải so ở mặt bằng thế giới. Rồi đến năm 2045 thì ta là một cái nước phát triển để thực hiện được cái khát vọng mà Hồ Chí Minh đã đặt ra ngay tháng 9 năm 45, là dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Cái chúng ta cần bây giờ hai điều thôi. Một, cái việc hàng đầu đặt là phải duy trì được cái đồng thuận xã hội, đồng thuận chính trị, đồng thuận về văn hóa rất cao để giữ được cái ổn định vĩ mô. Câu chuyện thứ hai là một cái nước có lợi thế của nước đi sau. Chúng ta có thể bỏ tắt qua những cái trình tự của công nghệ để vận dụng ngay những cái công nghệ cao để có thể thực hiện được cái chiến lược phát triển rút ngắn. Nhiều nước đã thành công rồi. Chúng ta xác định rất rõ rằng là khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhưng 20 năm qua, chính sách đó chưa thực sự là hàng đầu. Xét cả về mặt ưu tiên chính sách, xét về cả cái mặt hiệu quả đạt được của chính sách. Thế thì phải có những cái hàng ngũ tiên phong. Tôi cũng đồng tình với giáo sư Phạm Hồng Tung. Theo tôi thì có 4 điểm. Cái điểm thứ nhất là phải xây dựng, củng cố được cái lòng tin. Không có lòng tin không làm gì được. Cái thứ hai là phải phát huy được cái dân chủ. Cái thứ ba là phải cải cách cái thể chế để làm sao phát huy được tất cả các nguồn lực của con người. Phát huy được thì mọi người cảm thấy là mình đóng góp cho đất nước là vừa là nghĩa vụ nhưng vừa là cái trách nhiệm tự hào của mình. Vì người dân Việt Nam không phải là cái người không có tài. Nhưng mà cái cơ chế, cái thể chế hiện nay là có khi nó còn đang bị hạn chế, nó kìm hãm những cái sự phát triển của con người. Rồi cái thứ tư đó chính là phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận. Cái đấy để mà có thể tập hợp đoàn kết một cách thực sự ấy, có hiệu lực và có hiệu quả. Nhưng chúng ta lâu nay chúng ta vẫn cứ nói là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nhưng mà bản thân tôi cũng rất quan tâm đến lĩnh vực này nhưng tôi vẫn không thấy rõ lắm. Đấy là đổi mới cái gì về tổ chức, cái gì về mặt phương thức mà nó thể hiện thành các cái hành động cụ thể, các cái chính sách cụ thể. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư luận đàm ndtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình tiếp theo.